Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Tết cho cô do nhà văn Nguyễn Ngọc Tư viết, được xuất bản trong tập truyện Xa xóm muỗi do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Tết cho cô. Mùa gió chướng đã tới lâu rồi. Cái gió mùa lạ lùng, cứ nghe thổi se se, hiu hiu là nghĩ ngay đến Tết. Nhưng chưa lúc nào nó thổi gấp rãi như lúc này. Con nhỏ Diệp vừa bước qua cửa lớp đã oang oang cái miệng: "Trời ơi, nôn quá trời quá đất đi, bữa nay đã 20 Tết rồi." Cả lớp như cái bong bóng bị câu nói của nhỏ Diệp làm thổi phì trướng lên. "Vậy sao? Mau quá hen. Chà, Tết tới mà đi chơi đã đời luôn." Rồi đám bạn cứ tíu ta tíu tít lên, bàn nào là chuyện chơi gần chơi xa, ăn bánh mứt, nít dưa hấu, nghe phát nôn ruột hả. Cô Mai vào lớp lúc nào bọn tôi cũng không hay. Chỉ tới lúc cô đứng trên bục giảng, nghiêm nghị chống tay lên bàn, cả lớp mới thực sự tỉnh, rục rịch đứng lên chào. Tôi thở dài, giọng than như vô câu giọng cổ: "Than ôi, thật tế phũ phàng." Bọn nhỏ Lan, nhỏ Thúy ngồi cùng bàn với tôi bật cười, xong rồi cũng yểu xìu: "Sao tận 20 Tết rồi mà vẫn còn bắt đi học, thiệt là bất công ghê quá." "Vậy mà cô Mai còn biểu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút, chán ghê chưa?" Thằng Tính ngồi bàn cuối cào nhào: "Sao cô không dằn trưởng ta?" Trong cái mặt nó rầu rĩ, nhăn như khỉ ăn ất hiểm. Nhìn tướng là biết không thuộc bài, chứ làm bài 15 phút bao giờ cô Mai cũng kiểm tra đột xuất hết. Tôi quay lại, nhăn mũi, cười vô mặt nó. Rồi cũng giật mình, coi lại, mình cũng chỉ thuộc lẩm bẩm thôi. Tính đâu gần đến ngày nghỉ Tết thì khỏi phải trả bài, khỏi làm kiểm tra chứ. Ai dè, nghe tới kiểm tra, cả lớp nhào nhào: "Thôi cô ơi, cho "Ôi, nghỉ đi tha đi cô. cô, gần Tết Thôi rồi cô, cho mà. nghỉ đi, gần Tết rồi Khỏi mà. kiểm tra cô ơi, Thôi cô, tụi bữa em nay nôn khỏi quá kiểm tra trời, đi học cô." không vô. Mặt bọn tôi nháo nhào xin xỏ, tỏ tình cảm đủ thứ. Cô ghi lên bảng hai chữ: đề bài. Có lẽ cô rất giận nên gạch chân với hai chữ đó bằng một đường phấn đậm thiếu điều muốn lủng luôn cái bảng. Đứa nào đứa nấy biết thân, chắc là không năn nỉ được rồi, nên hè hụi lấy giấy bút ra. Tôi dùng dằng: "Cô không thương tụi em gì hết trơn." Cô quay lại, đưa mắt nhìn tôi, một cái nhìn lặng ngắt. Cái nhìn vừa có vẻ tủi tủi, buồn buồn, không hiểu được. Tôi cụp mắt xuống, hờn dỗi thờ ơ viết vào tờ giấy trắng hai chữ: đề bài, rồi gạch chân. Chỗ tôi ngồi ngay cửa sổ, nhìn ra hàng rào thấp, cắm lổn nhổn miễng chai. Bên kia hàng rào, cách con đường là dãy phố bán quần áo may sẵn, bánh mứt thơm phức. Làm bài kiểm tra xong, mặc cho cô Mai giảng bài mới, tôi ngồi lơ đễnh nhìn bên kia đường. Những người đàn ông chênh vênh trên cây thang đang quét vôi lại ngôi nhà của mình như là có phép màu vậy. Mỗi khi cây chổi cỏ quét qua, vách tường trở nên tươi mới làm sao. Nhà ai cũng trang hoàng, lau chùi lại, thiệt là nôn nao quá đi thôi. 3 ngày học lơ mơ rồi cũng qua. Không như cô Mai, các thầy cô khác nghe bọn học trò chúng tôi ỉ ơi than thở đã động lòng thương. Hay không biết vì phát bực cho nên không bắt chúng tôi phải trả bài gì cả. Tiết văn của cô Mai là tiết cuối của buổi cuối luôn. Cô trả bài kiểm tra, đứa nào cầm bài của mình cũng chán nản thở dài. Đến khi cô chúc chúng tôi ăn một cái Tết vui vẻ, mặt ai nấy yểu xìu, chỉ có nhỏ Lan lớp trưởng đứng lên: "Tụi em cũng chúc cô ăn Tết vui vẻ." Cô gật đầu, nhìn khắp một lượt chúng tôi,
Trước khi ra cửa, cô còn dặn thêm: các con có vui chơi thì cũng tranh thủ xem lại bài nha. Cả lớp ồ lên. Cô lúc nào cũng vậy, Tết mà bắt ngồi học bài, chán chết à. Cô hơi nhíu mày, cái lưng gù gù nặng trĩu quay đi. Nhỏ Lan xách cặp chạy theo, ném lại một câu giận dữ: mấy bạn làm cô buồn rồi đó. Thật lòng, chúng tôi thấy có chút ân hận. Cô Mai là cô giáo gần gũi nhất, bởi vì cô là chủ nhiệm lớp tôi mà. Rồi Tết ùa lại, tụi tôi còn con nít nên mãi vui, mau quên. Mồng 4 Tết, đi chơi đã phờ người. Mẹ tôi nhắc, phải lại nhà cô giáo chúc Tết chứ con. Tôi rủ mấy nhỏ bạn ngồi cùng bàn đi chung, có cả thằng Tính làm gươm lạc giữa rừng hoa nữa. Hỏi nhau đi đâu trước bây giờ, năm đứa nhất quyết: tới nhà cô Mai. Cô Mai ở nhà tập thể phía sau trường. Khi chúng tôi đến, chậu bông vạn thọ đằng trước cửa đã nở bung, có cánh chớm ngã màu nâu sẫm. Bông sắp tàn rồi, Tết sắp hết rồi. Thấy chúng tôi, cô mừng lắm, biểu ngồi ăn chút bánh mứt với cô. Nhà lạnh lẽo, tôi mới hỏi cô: cô ơi, thầy với em Chiến đâu rồi? Cô bảo họ đã về quê. Thằng Tính vô tâm ngoác cái miệng rộng ra hỏi: ủa, sao cô không về? Cô cười buồn: ừ, cô muốn về lắm chứ, nhưng quê cô tận ngoài Bắc kia. Nếu về thì phải về từ sớm, bỏ dạy, bỏ tiết thì thiệt cho học trò lắm. Cả năm đứa chúng tôi đều im lặng. Cái im lặng như đã hiểu ra, đã nhìn thấy được cái gì đó mà trước giờ không nhìn thấy. Vẻ mặt sượng sùng và lòng cồn lên niềm xấu hổ. Thấy chúng tôi buồn, cô bật cười. Coi kìa, mấy đứa làm gì mà buồn so vậy? Tới nhà cô ăn Tết thì phải vui lên chứ. Nè, bánh, ăn với cô đi. Cô chia bánh cho chúng tôi, giục ăn đi, ngon lắm. Rồi chợt tần ngần: ôi, Tết này mãi bận mà cô quên cả gói bánh chưng. Các em có ăn bánh chưng quê cô chưa? Có à, giống bánh Tết à? Ừ, giống lắm, nhưng hương vị mỗi miền mỗi khác đấy mà. Tôi bật lên câu hỏi: cô nhớ quê lắm phải không cô? Cô cắn môi, cúi đầu. Ừ, cũng đã 5 cái Tết rồi cô không về quê. Vâng, 5 cái Tết rồi. Một phần vì đám học trò vô tâm chúng tôi mà cô không thể về quê được. Bình thường đã nhớ quê lắm, huống chi là Tết. Thời gian mà ngoại tôi thường bảo đó là lúc sum họp gia đình, vui vẻ với nhau sau một năm làm ăn vất vả, xa nhà. Vậy mà cô ăn Tết một mình, quạnh quẽ. Cô Mai vẫn thường kể về quê cho chúng tôi nghe bằng một nỗi niềm yêu quê tha thiết. Cái cổng làng ngày xưa, thầy u cô đứng tiễn cô vào Nam. Những ngõ nhỏ quanh co trong làng, bờ đê thơm mùi rơm, những ngôi nhà mái ngói kiểu âm dương. Ôi, làm sao mà không nhớ. Tiếc trời, hương vị Tết quê cô cũng khác Tết trong này. Bây giờ, ngoài ấy vẫn còn đông, hoa đào nở đỏ lập lòe trên bàn thờ gia tiên, chậu quất đặt ở hiên ngoài, trĩu nặng trái. Làm sao mà không nhớ, nhất là mỗi khi Tết về. Không ai bảo ai, nhưng cả năm đứa ngồi tần ngần, lòng thương cô quá đi thôi. Lúc cô ra nhà sau rót nước, thằng Tính sáng mắt lên như nghĩ ra được cái gì đó. Nó khều mấy đứa ra ngoài sân, rồi bảo: tối có ý này hay lắm nè. Cái thằng đúng là thông minh ghê. Khi cô cầm mấy ly nước lọc bước ra, chúng tôi từ giã cô. Cô trách: sao vội thế? Con Thủy Ú nổi tiếng ham ăn mới cười lớn: chút nữa tụi em trở lại, cô để nguyên bánh nó đừng có cất ổn lắm nghe cô.
Cô Mai ngạc nhiên, đứng trông theo chúng tôi đến mút con mắt. Tôi bảo, chút nữa chắc cô bất ngờ lắm á ha mày. Ừ, lúc cô ngạc nhiên, cô tròn con mắt coi hiền về sờ luôn. Mà thiệt, lúc bọn tôi quay lại, cô cứ nhìn chăm chăm, con mắt tròn vành, không còn cái vẻ nghiêm nghị như ở trên lớp nữa. Trời đất, các em làm gì vậy? Chúng tôi không nói, nháy mắt với nhau, cười cười bí hiểm. Nhỏ Thủy đặt lên bàn một cặp bánh chưng xanh, thằng Tính giáo giác tìm một chiếc bình, rồi trịnh trọng cắm vào đó cành hoa đào đã rụng gần hết bông. Nó bảo, cọ còn hơn không chứ. Tôi, nhỏ Lan, nhỏ Hiệp, khệ nệ, nào dò lụa, dưa hấu. Từ ngạc nhiên, cô chuyển qua buồn cười. Ôi, các em làm gì thế này? Nhiều thứ quá, ở đâu ra vậy? Ở nhà tụi em mang tới biểu cô đó. Thằng Tính thưa. Ôi giời, các em không được làm thế, các em tự lấy à? Bọn tôi xua tay lia lịa, kêu lên. Không đâu cô, tụi em nói về cô. Ba má tụi em biểu phải mang cái gì đó trong nhà mình có để tụi em cùng cô ăn Tết. Nhà mỗi đứa một ít, nhưng toàn là đặc sản xứ Bắc. Tụi em mong á, cô Tết không phải buồn vì nhớ quê nữa. Cô cảm động, cắn môi. Cô mà không cắn môi, thể nào cô cũng khóc. Tôi chợt đứng lên, nhìn thẳng vào cô, lấy hết hơi, lên tiếng. Tụi em xin lỗi cô. Là vì áy náy trong lòng mà xin lỗi, chứ cô có bao giờ giận chúng tôi đâu. Câu chuyện của chúng tôi với cô giáo Mai giống hệt như những chuyện mà tôi đã từng đọc đâu đó trên sách báo, về những bạn học trò đã làm buồn lòng thầy cô giáo. Có bạn kịp chuộc lỗi, có bạn không. Chuyện cũ, nhưng mỗi người đi qua tuổi học trò cũng đều mắc phải, dù chỉ một lần như bọn chúng tôi thôi.